Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hồng Greenland, nhà đất Bảo Lộc nha. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một lô đất tại khu Lộc An Green Home mọi người nhé. Đấy, khu này mọi người biết cũng đã rất là nhiều rồi. Đây. Và đây là lô đất hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người tham khảo nha. Đây, một lô gọt hai mặt tiền hướng nam, ranh giấy từ đây qua tới bên này mọi người nhé, là 11m mặt tiền hướng nam. Và mặt tiền hướng đông từ đây trải dài xuống tới cọc kê dưới kia mọi người nhé. Đấy, ở dưới cọc kê đó có cọc sắt sẵn hết rồi, là 17m mặt tiền hướng đông mọi người nhé. Đấy, và khu vực này đường ô tô rộng 7m mọi người nhé. Hiện tại hai bên có mọc nhiều quá nên là mọi người nhìn em quay nó hơi nhỏ, thực tế là rộng 7m, đường nhiều ô tô thông thoáng nha mọi người. Đây mọi người nhé, đây ranh giấy, ranh giấy phía sau từ đây trải dài xuống tới dập tường kia là 12m mọi người nhé. Đấy, nó hậu 12 đây mọi người ạ. Đây ranh giấy đây, và tổng diện tích là 196,6m2, sản 83,2m2 thổ cư. Đấy, đất rất là đẹp, hai mặt tiền. Đất này phù hợp anh chị kinh doanh này, đầu tư này, hoặc là làm nhà ở định cư lâu dài này. Đấy, khu vực này thì xây được nhà 3 lầu luôn mọi người nhé. Đấy, và sắp tới đây là căn nhà gỗ này, qua tháng này chủ mà ngưng bán ấy, chủ sẽ đầu tư làm nhà nghỉ mọi người nhé. Đấy, nên là chủ mà làm nhà nghỉ thì anh chị mà đầu tư cả lô này, anh chị thiết kế quán nhậu hoặc là quán cà phê cũng phù hợp nhé. Đấy, nếu mà anh chị làm quán nhậu thì cũng khá là phù hợp. Đấy, nhậu xong rồi đi hát này, hát quán karaoke kìa mọi người, mới xây dựng, hát xong rồi về nhà nghỉ nghỉ ngơi này. Đấy, đúng chuẩn luôn mọi người. Đây, và công viên thì dẹp đất chúng ta luôn. Đằng đây, đây là đất chúng ta, lên công viên khoảng 3 phút thôi là tới công viên rồi. Còn đây là đường số 2 mọi người nhé. Đường này thì đi thẳng là ra đường Nguyễn Thái Bình. Đường Nguyễn Thái Bình trải dài từ quốc lộ, trải dài từ quốc lộ xuống ra thẳng tới ngã ba Tư Quý mọi người nhé. Đấy, còn đường số 1 chúng ta thì đây, phía sau bụi tre này là đường số 1 mọi người nhé. Đấy, đây là đường Thái Bình nha mọi người. Đây, từ đất chúng ta mà ra đường Nguyễn Thái Bình chỉ có khoảng 60m thôi, rất là gần luôn. Khu vực chúng ta thì cũng đang rất là phát triển. Đấy, sắp tới đây cũng chuẩn bị xây dựng rất là nhiều mọi người nhé. Đây, phía bên kia đang chuẩn bị xây dựng. Mới còn mấy căn nhà cao cao kia là mặt tiền của quốc lộ 20 mọi người nhé. Nói chung là từ đất chúng ta ra thành phố Bảo Lộc chỉ mất khoảng 9 cây thôi, rất là gần luôn. Đây, cái quốc lộ 520 chỉ có 150m thôi mọi người nhé. Đây, quốc lộ 20 mặt tiền của mấy căn nhà cao cao đấy. Đây, đây là công viên mọi người nhé. Đấy, em mới vừa lên công viên xong. Đây, đặt chúng ta ngay phía dưới em mọi người nhé. Đây, em mới vừa lên từ đường dưới này xong, rất là mệt luôn. Đây, đấy, mái nhà chúng ta đây mọi người, đối diện căn nhà xanh kia kìa, là lô đất của chúng ta. Và đây là công viên mọi người nhé. Đây là công viên mấy Lộc An. Hiện tại thì đang làm nên là chưa có hoàn thiện mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và mặt tiền công viên là của quốc lộ 20. Đấy, mặt tiền của quốc lộ luôn mọi người nhé. Mặt tiền của quốc lộ 20 luôn. Đấy, xe chạy đang rất là đông. Và chúng ta rẽ phía bên tay trái này mọi người sẽ ra thành phố Bảo Lộc mọi người nhé. Thì từ đây ra thành phố Bảo Lộc chỉ mất 9 cây thôi, rất là gần luôn. Và chúng ta rẽ bên tay phải này sẽ ra hướng thành phố Đà Lạt mọi người nhé. Đấy, quốc lộ 20 thuận tiện anh chị đi lại. Đấy, đây là công viên này, rất là rộng và đẹp, có công viên mấy luôn. Chiều chiều anh chị nào mà ở từ dưới đó lên á, mà hai tập thể dục lên trên đây khoảng 3 phút thôi là tới công viên rồi, tha hồ đi bộ. Đấy,
và chợ tiện ích xung quanh cho đủ hết mọi người nha. Anh chị xuống dưới này này, từ đây ra chợ khoảng 20 mét thôi, chợ nằm phía bên tay trái mọi người nhé. Đấy, và đi thẳng ở cái ngân hàng này, cây xăng này, trạm y tế này, Bạch Hoa Xanh, Bạch Hoa Xanh phía bên tay phải mọi người nhé, phía trên này, phía trên này, Bạch Hoa Xanh phía trên này. Và khu vực này nói chung là tiện đầy đủ hết mọi người nhé, nói chung là anh chị cần cái gì có cái đấy luôn. Đấy, anh chị đã thấy đây là mặt tiền cục lộ này, rất là đẹp luôn. Tập khóa gì đầy đủ hết mọi người nhé. Nhà hàng Trầm Châu, cái sang gì dưới kia hết. Trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 dưới kia luôn mọi người nhé. Đây hướng lên Đà Lạt đấy mọi người. Đi thẳng đường này là lên Đà Lạt mọi người nhé. Đây còn phía sau này, lên xuống Bảo Lộc này mọi người. Đấy, còn núi cao cao kia là núi Đại Bình mọi người nhé. Công viên của chúng ta. Và từ công viên này chúng ta đi thẳng là khoảng 30 mét mọi người nhá, là tới ủy ban nhân dân này, xã này đây. Và đi thẳng khoảng 5 mét nữa là chúng ta rẽ bên tay phải là tới đường số 7 mọi người nhá, là xuống đất chúng ta đây mọi người, đây là ủy ban mọi người nhá. Đấy, từ công viên đi đây khoảng 20 mét thôi. Đây, ủy ban. Và chúng ta đi thẳng đường này khoảng 5 mét nữa đấy, tới đường số 7 mọi người nhá. Đây mọi người nhá, Bạch Hoa Xanh nha mọi người. Và gần luôn. Hiện tại em đang đứng ngoài đường, xe chạy rất là đông nên em quay mọi người nghe sẽ không được rõ nhá. Hơi vang một chút. Còn phía bên kia là xe máy tàu banh mọi người nhé, rẽ phải là đường Châu Lộc Đức nha mọi người. Đây, tới biển này chúng ta rẽ bên tay phải là tới đất của chúng ta. Từ đây xuống đất chúng ta khoảng 100 mét thôi, rất là gần luôn. Đấy. Độ dài 9 mét nha mọi người. À, đường số 9 nha mọi người. Em nhầm. Xin lỗi mọi người nhé. Đấy, khu vực chúng ta rất là đông. Và đường này là đường Nguyễn Thái Bình mọi người nhé. Đây mọi người, đây là đường xuống, đường số 1 mọi người nhé. Đấy, như mọi người đã thấy em đi hồi nãy thì khu vực này cũng đang rất là phát triển mọi người nhé. Và tiện ích đầy đủ, cũng rất là tiềm năng luôn. Anh chị đầu tư cũng được này. Đấy, đầu tư khá là tốt đấy mọi người. Đấy, và giá em xin báo giá lô đất 2 mặt tiền hồi nãy luôn mọi người nhé. Đấy, lô 2 mặt tiền này giá chỉ có 2 tỷ 198 triệu thôi mọi người, giá là rất là tốt luôn, tốt nhất khu vực này luôn. Em đảm bảo với mọi người, lô 2 mặt tiền ở khu vực này không bao giờ có giá thấp hơn lô này mọi người nhé, không còn lô nào thấp hơn lô này, đảm bảo luôn. Đấy, khu vực này nhé, còn ban kính khu vực này khoảng 100 mét thì em không biết. Đây, đối với khu vực này là lô này là giá tốt nhất hiện tại. Và giá này anh chị đi xem đã thực tế cũng có thể thương lượng thêm nhé. Đấy, nói chung là anh chị cứ đi xem thực tế rồi hình dung được giá trị thực của lô đất nha mọi người. Rồi, anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu lô đất này thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em bỏ phía dưới 0379 413 195, gặp em Hùng Bảo Lộc xem đất thực tế mọi người nhé. Đấy. Đây. Rồi, xin chào tất cả mọi người, và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng em tham khảo video từ trên cao nhìn xuống nhé.